Hello chị các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Kiri và chào mừng các bạn trở lại với Mini World. Hiện tại mình đang đứng ở khu phiên bản cập nhật sinh tồn mới. Thì chắc có lẽ các bạn nhìn tiêu đề các bạn cũng đã biết rằng là mình nói về vấn đề gì đúng không? Hiện tại Mini World Việt Nam đã chính thức xác nhận rằng là chúng ta sẽ cập nhật phiên bản sinh tồn mới này vào tháng 7 các bạn ạ. Chắc chắn là trong tháng 7. Đợt trước mình có nói rằng là có thể chúng ta sẽ cập nhật vào ngày 22 tháng 7. Nhưng mà cái điều này thì chưa rõ tại vì bên Mini World Việt Nam thì họ vẫn chưa công bố ngày chính thức, nhưng mà mình hy vọng thì nó sẽ sớm hơn, tại vì cũng đã ra trailer với lại một vài cái hé lộ rồi. Bây giờ mình sẽ bảo cho bạn coi một vài cái hé lộ mà phía bên Mini World Việt Nam họ đưa ra ha. Đây là fanpage chính thức của Mini World Bắc Bản Việt Nam nha mọi người. Thì hôm nay họ cũng đã đăng clip rồi khoảng 2 giờ trước này. Những gì mà gấu nổ kể trong video trailer đầu tiên có phải là sự thật, bản cập nhật bom tấn mong đợi nhất năm sẽ được ra mắt chính thức vào tháng 7 này. Đấy thì tháng 7 nhưng mà họ chưa nói là công bố là ngày bao nhiêu. Thì mình sẽ cho các bạn coi clip này ha. Đây cũng đã dịch chủng các thứ. Cái này thì mình cũng đã cho các bạn, mình nhớ nhầm thì mình cho bạn coi ở bên Trung Quốc rồi. Nhưng mà ở đây là phiên đây Việt Nam thì cũng đã dịch chủng các thứ. Các bạn có thể vào coi và bấm like ủng hộ cái trang fanpage này ha. Ok, đó là thông báo của nhà phát hành Mini World ha. Vậy thì mình cũng nghĩ rằng là khoảng tầm 20 hoặc là từ 20 đến khoảng tầm 23, 24 gì đấy là chúng ta sẽ có bản cập nhật chơi thôi. Chắc chắn là không qua tháng 8, không qua tháng 7 đâu các bạn ạ. Chỉ nằm trong tháng 7 thôi. Vậy thì trước khi mà chúng ta cập nhật phiên bản mới thì nó sẽ có một vài vấn đề. Mình nghĩ là vậy. Tại vì hầu hết mà mỗi lần chúng ta cập nhật cái gì á, nó sẽ thường xảy ra một vài lỗi. Ví dụ như là các bạn sẽ bị lag lủng, hoặc là sợ là mất nick, hoặc là sợ mất map lủng, đúng không? Thì thực ra cái này không nên lỗi về đâu. Nhưng mà mình nghĩ rằng là để đề phòng thì các bạn trước khi mà cập nhật, các bạn nên chia sẻ sao lưu map của mình lên trên thư viện ha, để đề phòng mà có gì mất map. Cái thứ hai là nếu mà nick bạn nào mà chưa tạo tài khoản á, chưa lập mật khẩu thì nên lập cho mình, để có gì chắn mà kiểu như là nó bị reset lại hay gì đấy thì chúng ta còn có nhớ mật khẩu mà chúng ta đăng nhập khỏi bị mất nick ha. Mình thấy rất là nhiều bạn là không tạo mật khẩu cho cái tài khoản của các bạn. Các bạn cứ vào các bạn chơi thôi, đâm ra là nó mà reset lại là nó mất cái nick cũ của các bạn. Các bạn nên tạo cho mình một cái tài khoản cứ đặt bình thường thôi, để nhớ là được, có gì mất là còn lỡ một cái may mà game nó bị reset các thứ, nó bị mất thì còn vào lại được, vào hoặc được. Ok, thì cái vấn đề thứ ba là các bạn nên để cho mình một ít dung lượng ở trong máy điện thoại ha. Ví dụ như là các bạn thấy game nào mà không chơi nữa thì nên xóa đi, hoặc là hình hoặc là video nào đó mà các bạn đã quay cũng các bạn nên xóa đi, chừa cho mình khoảng tầm 1-2GB dung lượng, để có gì mà khi mà nó cập nhật phiên bản mới thì có thể chắc chắn là dung lượng máy nó sẽ cần nhiều thêm các bạn. Con game này nó sẽ cần thêm, tại vì phiên bản sinh tồn mới nó cũng to, nó cũng rộng mà, mình nghĩ là dung lượng nó cũng sẽ tăng. Tăng thì chắc là không đáng kể đâu, nhưng mà cũng nên lưu ý chừa ra một tí. Lỡ mà máy bạn nào mà kiểu như là đầy hết dung lượng rồi á, thì nghĩ cách thế nào mà chừa thêm dung lượng, có gì mà nó còn cập nhật được các bạn. Với lại cái thứ hai là máy bạn nào mà yếu quá thì cũng nên là nghĩ sao đổi máy, tại vì nó cũng khá là lag ấy. Game thì lúc nào thì người ta cũng cập nhật lên cho nó hay hơn, cho nó đẹp hơn. Nên là anh em nào đã bị lag rồi thì mình nghĩ rằng là nên đổi máy, tại vì nhiều bạn sử dụng máy đời quá cũ rồi, không thể chơi được. Bây giờ game nào họ cũng cập nhật, kể cả FIFA hay là PUBG hoặc là những con game khác họ đều cập nhật lên cả các bạn. Máy mình hồi xưa cũng cũ, mình phải bỏ mình mua máy mới để mình chơi. Chứ một thời gian mà sao mà có thể chơi mãi được một con máy được. Ok, tiếp theo thì ở trong game thì các bạn nên làm gì để có thể được lời nhất khi mà chúng ta cập nhật phiên bản mà vẫn sử dụng con map cũ. Các bạn có thể thấy rằng là mình có rất là nhiều nhiệm vụ đúng không? Đây, rất là nhiều nhiệm vụ. Nhưng mà mình nghĩ rằng là các bạn nên làm hết nhiệm vụ cho mình, làm hết này luôn. Bởi vì có khả năng rất là cao là họ sẽ reset lại nhiệm vụ, tức là họ sẽ đưa cái nhiệm vụ để trở về ban đầu, tại vì chúng ta sẽ thay đổi mà. Đâm ra là các bạn sẽ được lời về vấn đề là điểm sao, phần quà. Các bạn làm nhiệm vụ ở đây rồi, các bạn nhận thưởng mấy cái này rồi, nhận hết mấy cái này rồi, các bạn được reset thêm lần nữa. Các bạn làm nhiệm vụ lần 2 thì các bạn sẽ được lời hơn ha. Mình nghĩ rằng là các bạn nên làm như vậy, tại vì như vậy thì nó sẽ giúp cho các bạn kiểu như là có được nhiều phần quà hơn, đỡ phải kiểu reset lại mà chưa làm hết mấy kia. Trong này nó có khá là nhiều nhiệm vụ các bạn có thể cầm được sao mà, kiểu có sao các thứ. Bây giờ thì sao cũng khá là quan trọng các bạn, mặc dù là phiên bản mới sao của chúng ta sẽ không dùng để phụ ma, nhưng mà dùng để đi mua đồ với lại các thứ nó thì cũng rất là cần thiết luôn. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với khẩu pháo. Đợt trước thì mình có chia sẻ là khẩu pháo này chúng ta sẽ không cường hóa được đâu, không có khảm đá được. Thì mình cũng đã gọi là phụ ma được 4 dòng này, còn thiếu một dòng nữa. Mình phụ ma nói chung là dòng nào cũng ngon cả các bạn, vô hạn với lại cường lực này, bền ba này khá là ok, có cái đốt cháy này hơi phí một tí.
thì anh em mà phụ ma trước ấy, thì nó sẽ giúp cho là các bạn vũ khí của các bạn rất là mạnh. Trên cái trong phiên bản mới ấy, thì họ đã không cho cường hóa cái khẩu pháo rồi, đâm ra là khẩu pháo nó hơi gọi là hơi bị nét một tí, chỉ có cái nỏ là được 3 dòng thôi, còn khẩu pháo là không được dòng nào cả, nên là anh em mà ép được cái này ấy, thì rất là ngon lành luôn. Chơi phiên bản mới mà có cái khẩu pháo mà 5 dòng ấy, thì mấy con quái mấy con boss thì nó cũng sợ đấy. Tiếp theo là đến phần solo lava, bạn nào mà muốn có solo titan ngay lập tức ấy, thì múc cho mình khoảng mấy solo titan là được, tại vì các bạn chỉ cần múc titan thôi là các bạn có thể sở hữu ngay cho mình cái solo lava. Đây mình sẽ múc này, đấy, ok, ngon lành chẳng đào. Còn mình có đồ kim cương nhỉ? Ôi mình chưa có đồ kim cương các bạn ạ. Vậy thì mình sẽ chế đồ vàng, mình chế đồ vàng để có gì mà nó thay đổi nó cập nhật á thì mình cầm đồ titan luôn nó đỡ đấy, mốt là khỏi phải chế chủng các thứ. Mà đồ titan này các bạn cũng biết là chỉ có ép được 3 dòng thôi, nên là các bạn mà chế được đồ vàng rồi xong các bạn ép nốt các bạn ép lên 5 dòng luôn thì là ngon lành cành đào đấy. Cứ chỉ cần để hai xô titan vào trong này là các bạn hai xô lava trong này là mốt là nó sẽ khi mà cập nhật á nó của bạn sẽ đổi thành xô titan ha. Cái tiếp theo đó chính là vàng. Tại sao các bạn lại nghĩ rằng là vàng nó sẽ biến đổi thành titan vậy? Làm gì có chuyện đấy. Vàng thì vẫn là vàng, chỉ có những món đồ ví dụ như là giáp vàng hoặc là tay vàng, nón vàng thì nó đổi thành đồ titan thôi. Nhưng mà cái đồ titan thì nó cũng sẽ không có bền đâu, nó chỉ có một chút độ bền thôi. Nên là vàng này các bạn cứ để bình thường cho mình. Những cái khối vàng này, có chăng thì các bạn thiết chế thành cái cuốc titan hoặc là cái rìu titan thì được, chứ còn vàng thì không biến thành titan nhé mọi người. Rất là nhiều bạn hỏi mình sao các bạn lại nghĩ là việc tự nhiên vàng lại đổi thành titan vậy, thì bây giờ công thức thì vẫn phải có vàng, mà có vàng thì mới chế được đồ kim cương, mà bây giờ mà khối vàng thành khối titan thì làm sao mà chế được đồ kim cương hả các bạn. Đấy thì chỉ có những vật phẩm mà chế bằng vàng giáp dụng các thứ thì thành đồ kim cương thôi, thành đồ titan thôi nhá. Anh em lưu ý, hết sức lưu ý điều này. Thêm một cái nữa là các bạn nên giữ cho mình cái cổng lòng đất này ha. Tại vì cái cổng lòng đất này thì ở phiên bản sinh tồn mới chúng ta vẫn dùng được, chỉ là không tạo ra được thôi. Chứ còn những cái cổng nào mà cũ rồi mà các bạn đã chế trước ở phiên bản này rồi các bạn vẫn dùng được ha. Mình nghĩ rằng là các bạn nên để lại, tại vì cái thứ nhất là các bạn khi mà đi qua các bạn sẽ không cần phải tốn sao kinh nghiệm ha. Một lần đi là mình nhớ là mất đến 5 sao lận, 5 hay 10 gì đấy. Lần đi lần về cũng đều mất sao cả các bạn. Nói chung là bây giờ nó đều tính phí cả. Nên là nếu như mà các bạn có cầu lòng đất thì các bạn có thể đi qua khu sao núi lửa nó dễ, nó không tốn tiền. Ừ thì chỉ có cái mặt trăng Horat thì các bạn sẽ bị tốn sao thôi. Mà mặt trăng Horat thì các bạn mà có nhiều dầu với lại có tên lửa thì các bạn dùng tên lửa cũng được, không tốn sao. Còn nếu mà dùng cái trạm di chuyển thì các bạn sẽ phải tốn điểm sao kinh nghiệm ha. Ok, đây là một vài lưu ý nho nhỏ khi mà chúng ta sắp tới cập nhật phiên bản sinh tồn lớn ha. Ok, đây là một vài lưu ý cũng như một vài thông tin nho nhỏ mình muốn chia sẻ cho các bạn về thông tin sắp tới cập nhật phiên bản ha. Các bạn nên theo dõi trang chủ của Mini World để có thể nhận một vài thông tin về phiên bản mới. Mình cũng sẽ chia sẻ hàng ngày, nếu như mà có thông tin gì mới về phiên bản bên Việt Nam này thì mình cũng sẽ đăng luôn. Anh em nhớ theo dõi nhé. Và có lẽ mình sẽ xin dừng clip tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái này. Và đừng quên để cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh ủng hộ với mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.